chớp ngàn năm ta chớp thành đôi rồi. Ta nghe lão đại nói ăn cọc độc tử sẽ đường chân bắt lão. Hôm nay ta sẽ đi ra ngoài tìm cặp độc tử này. Ta vừa mới xuống là thấy hai bé nhỏ đang ngồi trên kia à, mình cũng rất là béo bở, chắc là không ngon ở đây. Bây giờ ta mới lại tóc đi. À mà quên, ta nhớ là hai con bé này thường được đại thánh bảo vệ, bây giờ phải chấp nhận vậy không? À ta nhớ ra rồi, ta sẽ giả đại thánh để bắt chúng, để chúng không chạy được. Ta thông minh quá. Ta lại quá thông minh quá. Chào các con. Con đang làm gì vậy? Con đang chơi với anh ta. Vậy các con nghĩ đi, để thánh kia dẫn cho con đi mua kẹo ăn nha. Con ăn lại hả? Không phải là anh ơi, anh chị ở sau lăng mà, có phải là thánh không? Rồi tao quên. Thôi vậy rồi tao quên. Bây giờ tao dắt cho con đi công viên chơi ha. Dạ. Đi theo đi theo con. Đây. Con làm em nói nha. Sau này nhớ thì con nhớ cẩn thận với là bọn như vậy chưa? Dạ. Rồi thôi để bây giờ đại thánh sẽ đi về cho con, bye bye cho con nha. Bye bye. Thánh đi đây.